Với những cuốn sách viết cho trẻ em nhiều cảm xúc, sáng tạo và tâm huyết, nhà văn Nguyễn Đình Tú đã chia sẻ về những ý tưởng để viết nên những câu chuyện gần gũi với bạn đọc nhỏ tuổi. Có thể nói là dùng cái từ nhà văn Nguyễn Đình Tú là một người có giọng văn dữ dội và hiện thực, nhưng anh khá thành công trên con đường chinh phục bạn đọc nhí. Ra mắt tác phẩm đầu tiên viết cho thiếu nhi Ba Nàng Lính Ngự Lâm năm 2014 với cảm hứng từ những câu chuyện ở nhà trường của con gái. Năm 2015, Nguyễn Đình Tú tiếp tục ra mắt tập truyện ngắn Thế Gian Màu Gì với những câu chuyện nhiều cảm xúc của tuổi mới lớn. Và vừa qua, tác phẩm Chú Bé Đeo Ba Lô Màu Đỏ của nhà văn Nguyễn Đình Tú viết về hành trình đi tìm mẹ từ Bắc chí Nam của một cậu bé tuổi lên 10 lại tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. Nguyễn Đình Tú cho biết anh viết cho thiếu nhi từ một thách thức. Nhiều người cho rằng Nguyễn Đình Tú không thể viết cho độc giả nhỏ, không thể tưởng tượng được anh sẽ viết cho bạn đọc nhỏ tuổi. Chính điều đó đã kích thích nhà văn, bởi theo anh, sáng tạo là một cuộc phiêu lưu, và lý do nữa để anh cầm bút viết còn xuất phát từ chính nhu cầu của đối tượng độc giả nhỏ. Anh cho biết khi đưa con gái đi mua sách, anh cũng loay hoay tìm sách văn học trong nước cho con. Thực ra tôi viết rất nhiều đề tài, chiến tranh chẳng hạn, lịch sử chẳng hạn, và trong đó có cả hình sự. Thế thì khi chuyển sang viết cho thiếu nhi thì rõ ràng là nó có nhiều cái khác chứ. Nó thứ nhất là nó phải hết sức giản dị. Thứ hai là bút pháp không cần phải cầu kỳ. Trong lúc viết tôi cũng luôn tâm niệm như thế, câu chữ, cách thể hiện, cách chia chương hồi dễ hiểu, đơn giản mạch lạc nhưng vẫn phải ngầm chứa sự hấp dẫn. Bởi vì nếu không hấp dẫn thì các cháu nó sẽ bỏ sách xuống, nó sẽ gấp lại. Thì cái sự hấp dẫn đấy thì đó là điểm chung, dù là cho thiếu nhi hay cho người lớn thì đều cần phải hấp dẫn. Nhưng mà còn trong cụ thể với cách viết thì tôi nghĩ rằng là cái khác nhất chính là nó thật là giản dị. Và cái thứ hai là nó phù hợp được với cái tâm lý lứa tuổi. Trẻ em nó không nghĩ nhiều, hoặc là nếu như cái sự phức tạp của trẻ em nó cũng là sự phức tạp giản đơn chứ nó không như người lớn. Thế cho nên là tôi nghĩ là từ hai cái đối tượng nó khác nhau như thế thì rõ ràng nó quy định đến việc là văn phong nó cũng sẽ khác, cách thể hiện ra các cuốn sách nó cũng sẽ khác. Hôm nay được cùng bố đến đây là em rất là vui, được vinh dự khi mà có thể được biết thêm về những tác phẩm của bố. Và em thấy là mọi người rất là yêu thích tác phẩm của bố em. Còn về tác phẩm của bố em thì em thấy là đa số đều rất hay. Nhưng mà cuốn mà em thích nhất thì là Ba Nàng Lính Ngự Lâm, bởi vì cuốn truyện đấy là em cảm giác như cuốn truyện đấy là bố viết hẳn bộ truyện dành riêng cho em về một cái tuổi thơ của em. Qua đây chúng tôi cũng rất mong muốn là các tác giả viết cho người lớn dành thời gian và tình cảm viết cho thiếu nhi. Chỉ cần mỗi tác giả viết cho thiếu nhi một cuốn sách thôi thì cái số lượng sách, số lượng tác phẩm dành cho bạn đọc nhỏ tuổi sách Việt Nam sẽ được nhiều lên, và chúng ta có thể tin rằng cái thế hệ, những cái tầng lớp người viết cho thiếu nhi nó được tăng lên chứ không còn thưa vắng như hiện nay. Cũng nhân dịp này, nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu với dịch giả Hoàng Hương Trang và các chuyên gia về văn học, văn hóa Nhật Bản để cùng tìm hiểu về bộ sách Samurai trẻ tuổi, khơi mở tầng sâu văn hóa, tinh thần Nhật Bản, không chỉ là một bộ sách phiêu lưu kỳ thú. Samurai trẻ tuổi còn khơi mở với bạn đọc trẻ tầng sâu văn hóa và tinh thần Nhật Bản.